Hôm nay trời nắng đẹp quá nên là mình pha canh dưỡng mình tưới cho cây mai của mình ha. Thì nhắc tuồng cho cô bác chị làm theo luôn. Thì cứ 7 ngày tưới 1 lần. Canh dưỡng là canh này ha. Canh dưỡng là canh ra rễ mọc chồi nè, tạo nhiều cây đọt ha, tạo tàn nhiều quá là nó đó. Cứ 7 ngày tưới 1 lần thì 30 ml mình xả lên nước ha. Cái thùng này là 250 thì mình pha tới 500 ml lận. Nói chung là một khoang lần nửa lít canh canh, canh dưỡng á. Pha mà nó lên màu vật vật vậy là đúng nè. Đây à. Mình để đây ha, mình khiêng ra. Đây à. Rồi, ngon lành. Bây giờ vô cái băng bên đây tưới. Cây mai con ha. Để coi những cái đợt mai con này là cây mai gì. Biết sao không? Nó toàn là cây của mấy cây cúc không đó nha. Đó, nhưng mà để mình nuôi cái ra làm sao. Nó có ra bông nổi giống cây mẹ không? Tại vì đó giờ thấy là lấy cái hạt tưới là nó lấy cái hạt mà ương không giống. Tưới cây khác luôn ha. Cho nó ăn. Ngoài cây mai thì mình cho nó ăn tất cả các cây trong nhà luôn. Cây mình nó mới khỏe ha. Thì cô bác anh chị cứ cho ăn thường xuyên tất cả cây mai cây kiểng trong nhà luôn ha, ké cây mai được luôn. Mấy cây này tưới rồi hết rồi. Mấy cây này cũng tưới rồi luôn ạ. Vô cây mai bọn à. Ngon lành ha. Mấy cái này tưới hết rồi. Đó. Pha một thùng cà bá lửa là mình tưới được nhiều cây. Thôi xin chào ha cả nhà. Chúc cả nhà dễ ha.